ngay vào cái nông thôn thì cần sợ năm bao lâu là tạm bán nó là khô. Thì làm cái cuối á. Tháng khô là cuối rồi. Tôi có cái cuối, cái bài tập cái bài. Tôi sẽ tạm cái con đi. Thu công sau 12 thức. Ờ, thu công sau 12 thức. Rồi bây giống khô này, khi tập xong là cái bằng cái tay nó, cái khí nó đi từ tim như này. Nhưng cái tay mình giống như mọi người, cái hơi cái tay này sẽ nhẹ. Ví dụ thầy làm 3 lần nhớ biết. Tập chậm nó học từ tim là cái xe xe cái này năm thống sâu hai bên hai cái đó.
chùi hết cái lỗ chân lông này, cái lỗ chân lông anh để nó cào ra cái đất nó mắm nó chui xuống mà không biết chồng thằng đi vuốt phần xì anh rồi vuốt cắt ra chút nước cho nó thành hết nước anh coi cái anh để cái ghép qua nó lật cái lỗ bình này để tự nhiên á thì cái đất nó lấp vô cái chân lông này còn ra giống như ở đây có cái lỗ lông anh đi vuốt đó thằng đất nó cào ra hết con rồng nó ra hết người nào ít tắm là nó xì lỗ ở người đấy người ở dưới chết cha cái bài này là khi tập khi tắm xong lúc ra mà hôi ra cũng rất thành tôi quen đi khô hết rồi đi tắm. Tắm khô là mà tắm khô là còn cái bài là thu công xong 12 thức thu công 12 thức như vậy. Là cái đồng đáng đó, cái đó là cái chính mấy học cũ chuyển thì lắm hết. Còn cái này khúc nó là khi đứng nó thu công, khi đứng xong nha. Cái này thấy Trung Quốc hay làm vậy. Đó là cái hình thức bên ngoài, thật ra là dài này, nó đứng dài ha. Nè, nhóm nó chứ, nè, sống này lên. Đó, nó đứng ở phía ngựa nè. Nhỏ nữa rồi trên dưới này nước của mặt trên này nước này xong như mất rồi nhẹ tại vì cái này là đốc mà cái này là nhâm mà xuân ý ba cái đường kinh cái là thủ công chứ nó không phải là không có ý nghĩa nó ghê lắm mà nó giấu nghề nó vô đó sao nó không nói nó cứ không sao nó làm hoài mà trước khi tập nó cũng vậy khi còn bắt đầu nó vô lẹ là nó con ba đường kinh nó dồn lại tập trung hết tư tưởng là nó làm ba đường kinh quan trọng là nhâm đốc và sụn mặt tất cả con người khi mà làm 13 cái đường kinh nhập là tốt nhất con phú vậy không là ta làm sụn là cái nhâm sụn trường pháp dồn giật mình này. Thấy cái giật mình liền ghê nó còn thú đó